Xin chào tất cả các bạn và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì bên hệ thống nhạc cụ Music sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp Equifixman 201 vào một cây đàn guitar. Thì một cách đơn giản nhất là các bạn có thể dùng dao chổi thì sẽ đơn giản như thế nào. Và các bạn đây là cái Equifixman ESDI 201 nhé, hàng chính hãng được phân phối bởi hệ thống nhạc cụ Music và Thạch Anh liền. Anh em có thể nhìn thấy Thạch Anh này, Thạch Anh liền luôn vào Equi đây như thế này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đi vào lắp Equi. Nó gồm có hai bộ phận, đó chính là đây là cái phần đầu của cái Equi này. Anh em có thể dùng cái này lắp vào trên phần hông của đàn ở đây. Đó. Và còn phần chuôi này thì mình sẽ lắp ở đuôi đàn nhé. Sẽ lắp ở đuôi đàn. Và Thạch Anh thì đi liền rồi. Và đây thì sẽ là ốc này. Và đây là một cái quyển hướng dẫn cách sử dụng của cái Equi, hàng chính hãng được phân phối bởi hệ thống nhạc cụ Kinmusic nhé. Và đầu tiên thì anh em mình cùng nới lỏng cái dây này ra. Nới lỏng cái dây đàn này ra. Đây là một cái đàn Kitaki 02 full gỗ điệp nha anh em nhé, của Kinmusic. Kitaki 02 full gỗ điệp. Cái sản phẩm này có phát 3 veo này, phát 3 veo và được rất là nhiều anh em trên mọi miền Tổ quốc tin dùng rồi. Ví dụ như là team anh em ở Dusiu đã tin dùng cái sản phẩm combo là cái đàn Key 02 này với cả bộ ESI 201 Fitman này. Cái sản phẩm này thì bây giờ mình sẽ cùng nhau lắp vào cái đàn này nhá. Ok anh em, bây giờ chúng ta cùng đi nào. Và cái bước đầu tiên thì các bạn lại phải cắt một cái miếng như để nó vừa với cái Equi như thế này. Đó, mình đã cắt sẵn rồi, một cái miếng bìa như thế này để chúng ta đánh dấu nhá. Rồi. Và các bạn ướm vào cây đàn như thế này, làm sao cho khi mà ví dụ ở chỗ lượn như này thì nó sẽ không thể kín vào được này. Chỗ này nào khớp nhất đây, tầm này. Rồi các bạn sẽ dùng bạn sẽ ướm nó vào đây và đặt cái này vào giữa. Rồi ok. Sau khi ướm vào giữa rồi thì các bạn sẽ đánh dấu lại. Rồi chúng ta cùng đánh dấu nhá. Chúng ta sẽ lấy một cái vít đây chẳng hạn. Đây, các bạn đợi một chút. Ok, các bạn sẽ lấy một cái tô vít đầu nhỏ như thế này. Hoặc là một con dao chổi hay một cái gì đó các bạn đánh dấu lại. Cây đàn Key 02 này là gỗ thịt, nguyên miếng, gỗ điệp. Thì làm ra là gỗ nó sẽ rất cứng và nó sẽ có hơi một chút giòn giòn chút. Nên anh em nếu mà lắp vào những cái đàn gỗ thịt, gỗ nó cứng thì anh em phải hết sức cẩn thận nhé. Bởi vì dòng gỗ thịt thì gỗ nó cứng, thì làm ra nó sẽ hơi giòn. Nếu mà anh em cắt không cẩn thận, phá tay nó sẽ bị gọi là sẽ bị vỡ ở nứt. Đấy. Chúng ta cùng đánh dấu lại cái này. Ok. Đây là một phần. Đấy, ok các bạn nhìn thấy không? Khi mà đánh dấu xong thì anh em mình sẽ chúng ta sẽ dùng một cái khoan cầm tay như thế này và một cái con dao dập giấy như thế này để chúng ta quét các lỗ của cái đàn này. Ngoài sau đó bước tiếp theo chúng ta sẽ quét vào hạ cái action của cái đàn xuống bằng cách là chúng ta hạ ngựa xuống, bởi vì dưới con ngựa này sẽ là phần Thạch Anh. Và đằng sau này thì chúng ta sẽ lắp cái chuôi để cắm dây rắc 6 ly, dây nai 6 ly đấy. Và bây giờ như ở đây mình đã đánh dấu câu ở đây rồi nhá. Thì anh em có thể nhìn này. Chúng ta sẽ khoan bốn góc đấy. Vì đàn gỗ thịt thì anh em hết sức nhẹ tay. Đấy, bốn góc như thế này. Sau đó thì chúng ta, bạn nào kéo tay thì có thể dùng dao chổ hoặc là chúng ta có thể khoan theo cái này. Nhưng mà như ở đây thì mình sẽ dùng con dao chổ để mình cắt. Mình cắt theo cái sớ gỗ như thế này nhé. Đấy, mình sẽ cắt theo cái sớ gỗ như thế này. Các bạn thân mến, mình vừa cắt xong cái lỗ của cái mặt của Equifixman 201 và cây Key 02 này. Bây giờ anh em sẽ thử ướm cho cái Thạch Anh này vào. Và sau đó là thử ướm xem là đã vừa chưa. Đấy, rất là xinh, khí rất là xinh rồi. Trước khi mà mình lắp tiếp, khi mà mình lắp xong cái thì mình sẽ phải bắt ốc vào và cắm dây vào các cái chỗ như này. Thì bây giờ từ từ đã. Bây giờ mình sẽ lát nữa thì mình sẽ nhỏ keo xung quanh cái vành này, bởi vì đây nó là gỗ thịt, đây đâm ra là cái nó có thớ gỗ thì đâm ra nó sẽ rất dễ bị xé gỗ, mà mình phải gắn keo vào thì để cho nó chắc. Và tiếp theo thì đây là cái phần mặt của nó này, phần mặt của nó, và bây giờ mình sẽ lắp phần đuôi của nó. Cái phần đuôi này mình sẽ lắp ở đây, sẽ lắp ở phần dưới này anh em nhé. Đấy, nó có một đường vòng vòng như này, mình ướm theo đây, chỗ này là vừa rồi. Và mình đã cắt sẵn một cái khuôn của cái phần căng này, anh em có thể nhìn thấy. Đấy. Đánh dấu mình quét như bình thường thôi, như lúc nãy mình làm thôi. Đấy, ok. Giống như lúc nãy mình làm. Các bạn có thể dùng dao hoặc là dùng khoan cầm tay bình thường. Những cái này làm thì phải rất tỉ mỉ và cẩn thận, bởi vì là chẳng may cái gì có những cây đàn là nó rơi vào khoảng tầm 10 triệu, 20 triệu mà các bạn làm không cẩn thận thì sẽ rất dễ là bị hỏng nhá, bị xước và bị hỏng thì nó mất thẩm mỹ cây đàn.
và anh em nào ở gần thì có thể, nếu mà không lắp được nhà thì có thể lắp qua bên Kim Music thì mình lắp miễn phí nhá. Miễn phí cũng lắp đặt cho anh em luôn. Đấy. Cái này của nó như này. Chúng ta cũng sẽ ưng quan. Khoan cầm tay mũi như này nha anh em nhé. Mũi khoan cầm tay chúng ta sẽ khoan vào bóng điện. Nhớ là chúng ta phải khoan bên trong chứ không được khoan ra ngoài. Khoan bên ngoài thì nó sẽ bị gọi là to quá thì sẽ hỏng nhé. Không bắt được cây đàn đâu. À, không bắt được ấy vào cây đàn đâu là có những chết luôn. Các bạn thân mến, sau khi cắt xong cái này thì chúng ta hãy cùng nhỏ một chút keo vào cái cạnh viền của nó nhé. Các bạn dùng keo 502 là được. Đấy. Mình đã dò xung quanh hết cái này rồi. Nhỏ xung quanh cái viền này của nó là được này. Để cho cái gỗ này nó không bị xé nhé. Đây là với đàn gỗ, khi đao gỗ thịt thì mình phải làm như này. Gỗ ép thì không cần. Ok. Tiếp theo, cả ở trên này nhé. Trên này các bạn phải dò nhé. Một gỗ ở trên này. Đồ này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ nới lỏng dây ra này. Nới lỏng dây ra và nhấc cái bộ phận này ra. Đấy. Chúng ta thì đã nới lỏng rồi. Sau đó thì chúng ta có thể dùng, các bạn có thể dùng kim. Các bạn kem vào đây, các bạn nhổ lên. Như đây thì Xuân Đức có cái bộ cái tay quay này này. Rất là tiện. Đấy. Anh em nhổ cái chốt ở đây. Cái bước này là cái bước quan trọng nhất này anh em này. Bước này là bước quan trọng nhất nhé. Dây đàn anh em kéo ra. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quấn vào đây. Tạo lọc 1-2 vòng vào đây để cho nó cố định cái dây đàn này, nó không bị bay linh tinh. Ok. Đây chính là cái phần gọi là lược của cây đàn. À, ngựa của cây đàn. Đây là bằng xương trâu nha anh em nhé. Con kỳ không ai là ngựa của nó bằng xương. Và chúng ta sẽ hạ cái rãnh này xuống để khi mà chúng ta lắp cái thạch anh này, chúng ta sẽ lắp nó nằm ở trên, ở dưới này nó sẽ ấy lên và nó sẽ nằm ở trên trên cái này. Nằm ở trên cái này, sau đó con ngựa sẽ đè xuống. Anh em hiểu không? Đấy thì nó cũng giống như các MV khác thôi, nhưng mà MV dòng Fitman thì nó là thạch anh liền. Đấy, nó kiểu như này. Và bây giờ nhé, chúng ta sẽ cùng hạ cái này xuống bằng cách nào? Bằng cách là đầu tiên là chúng ta sẽ rạch hai cái rãnh hai bên. Dùng con dao trổ này, chúng ta rạch hai rãnh của hai bên như này. Đó, dao trổ rạch hai rãnh hai bên, sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái vít như này. Đấy, dùng một cái vít chúng ta mài sắc ấy, cái cạnh nhìn như này. Lấy nét vào nhá. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ đặt đây, chúng ta mài thẳng cái. Cái bước này là cái bước rất quan trọng, nếu mà tiếng của FQ có đều hay không là do cái bước này của anh em nhá. Anh em phải mài cái này nó phải được, nó phải thật đều, nó bằng nhau. Đều lực tay. Đấy, hạ cái này xuống xong rồi. Khi mà bọn mình làm quen rồi thì nó sẽ rất là nhanh thôi. Còn anh em ở nhà mà lắp FQ ở nhà thì để làm hết sức cẩn thận anh em nhé. Bây giờ và với EQ Fitman 201 này, sau khi mà mài xong nhé, chúng ta sẽ quan một mũi ở đây và một mũi ở đây, thì cái thạch anh nó sẽ móc ngược từ dưới lên mà, và chúng ta sẽ quan được từ dưới đây. Hơi treo chéo tí nhé. Ok, một mũi hơi treo chéo đây, một mũi hơi chéo ở đây. Vậy là xong tất cả các bước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp. Đấy, chúng ta sẽ đây sẽ là hai cái dây kết nối ở cái phần cổng này của nó. Đây là sẽ là cái phần pin nhé bạn, các bạn nhé. Mở cái này ra sẽ được pin này. Và chúng ta sẽ cắm lai kết nối vào đây. Và chúng ta khi trước khi mà lắp vào thì chúng ta phải thả hai, dỡ cái này ra, thả hai cái này vào. Đấy. Thả hai sợi dây này vào. Mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết để cho anh em có thể về nhà có thể tự lắp được nhé. Ok này. Đây là mình chưa cố định này. Đấy, và ở trong này thì Nhi sẽ ngửa cái đàn lên. Sẽ có hai dây của nó. Hai cái dây. Anh em sẽ vòng lên hai cái dây đầu như thế này anh em nhé. Đấy, đầu như thế này. Chúng ta sẽ vòng lên đây. Vòng lên cái lỗ này. Đấy, vòng lên lỗ này và chúng ta sẽ lắp cắm vào đây. Cắm vào hai rắc của cái rắc xám thì chúng ta sẽ cắm ở bên tay cắm ở bên tay trái. Rắc xám nó cắm bên tay trái như này. Đấy, và rắc đỏ đen thì chúng ta sẽ cắm bên tay phải. Ok. Xong. Vậy là đã kết nối được hai cái đầu của nó vào. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắp ráp và bỏ cái thạch anh này vào. Đây là cái thạch anh nhá, chúng ta bỏ vào đây. Rồi, và bên này nó có một cái cố định này. Khi anh em ấn vào rồi là sẽ rất khó để tháo ra nhé. Đấy, khi mà ok. Rồi này, ấn vào này. Khít đâu anh em? Khít thịt luôn. Đấy, anh em có thể nhìn nhé. Khi nhìn thịt, và bây giờ đây chính là cái phần thạch anh này chúng ta sẽ cắm ngược từ dưới lên. Đấy, cái lỗ mà khoan anh em vừa khoan lúc nãy. Đấy, ok. Lên cái đầu này rồi, và đầu này chúng ta sẽ cắm xuống dưới ở đây. Ok. Và chúng ta sẽ dùng con ngựa đàn. Đâu rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ dùng con ngựa đàn để chúng ta ấn đè nó xuống. Đấy, đè nó xuống thì khi mà cái ngựa đàn mình đè ở đây, cái dây đàn nó sẽ đè vào con ngựa và nó sẽ tiếp xúc với cái thạch anh thì nó sẽ tạo ra âm thanh nhá bạn nhá. Vậy nên cái chỗ này nó phải rất là đều. Trước khi mà mình lắp ngựa vào thì mình sẽ bắt vít
bắt vít vào đây trước. Bắt vít vào đây. Và để mà trước khi bắt vít thì chúng ta phải tạo những cái lỗ. Chúng ta không thể một phát là chúng ta bắt vít được ngay, chúng ta sẽ dùng cái tô vít nhọn như này. Chúng ta sẽ chọc vào. Chọc kéo nhanh lên đấy, bởi vì cái này nó rất là cứng. Đấy. Chọc hai đầu chéo, bên chéo trước. Rùi một cái lỗ trước. Ok. Bố đốc đó. Chúng ta lắp vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ gá tạm vào trước. Đây là chúng ta đã lắp xong cái đuôi. Và cái phần lược ngựa này nhá, cái phần ngựa này là bằng xương. Nó cao, khi mà chưa có thạch anh thì nó sẽ bình thường, nhưng mà khi có thạch anh vào rồi các bạn phải mài thấp cái này đi. Các bạn dùng máy hoặc các bạn có thể dùng dây giáp. Cái phần lược ngựa, cái phần ngựa này nhá, mình đã vừa mài đi bằng bằng máy mài nhá. Các bạn cùng đặt ở đây, gớm vào đây. Đấy, cái này nếu mà các bạn để cao quá thì khi mà các bạn bấm thì phím nó sẽ bị đau tay nhá. Ok, và cái phần này thì chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta có thể chúng ta cố định lại cái dây để cho nhìn cho nó đẹp nhá. Sẽ đẹp cái đó. Đấy. Xếp vào như thế, chúng ta sẽ bóc cái này ra, chúng ta dán vào cái cạnh thùng đàn thì đấy. Ok, các bạn có thể nhìn thấy mình đã dán gọn cái dây vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lược ngựa vào thôi. Lắp được ngựa. Bây giờ chúng ta sẽ lắp dây. Tốt kim đây, giờ chúng ta sẽ nới dây ra này. Cũng mấy cái là nó ra. Đấy, tốt kim như lúc nãy chúng ta phải tháo ra thì chúng ta ấn vào đấy. Đây thì đây là dây la. Là rê. Đây là quả pin của nó, anh em sẽ lắp pin vào đây nhá. Bóc cái ly lông này của nó ra. Rồi. Cái phần nhỏ này là phần dương, đây là phần âm. Âm bây giờ cũng to, lỗ to hơn là dương, nó lỗ nó nhỏ hơn nhá anh em nhá. Nào bây giờ âm dương ở đây nó có ghi này. Đấy, ở đây nó có ghi âm dương thì chúng ta lắp vào. Ấn vào xong rồi. Ok, khi mà căng dây đàn xong rồi nè. Chúng ta ấn vào đây, đây là tuner. Tuner chỉnh dây đàn, bây giờ chúng ta sẽ tỉnh. Đấy anh em nhìn nhá. Cái đàn đã, khi mà đã tích hợp xong EQ này nó sẽ như vậy. Bây giờ mình sẽ chỉnh dây đây. Mì là Mì. Bây giờ sẽ cùng vào với cả âm thanh của nó khi lên loa sẽ như nào nhá. Ok, mình cắm cái dây lai 6 ly vào đây nhá bạn nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử âm thanh của cây đàn. Đây là âm thanh bọc này, anh em có thể nhìn trước của nó này. Full gỗ điệp, có bao veo chống cấn, EQ Fitman 201, vân gỗ này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Âm thanh nghe ra loa thì rất ok nha anh em nghe nhé. Làm nhòe hết yêu thương em bao ngày, vì anh chẳng thể nói lên tiếng yêu này. Vẫn chưa vội phải, chẳng hề mong em sẽ dừng bước, chỉ muốn em sẽ đến lúc biết được rằng anh vẫn còn yêu, vẫn còn yêu. Lắp EQ Fitman 201 thì các bạn có thể liên hệ với hệ thống nhạc cụ Kim Music, và bên hệ thống nhạc cụ Kim Music có thể ship hàng tận nơi cho các bạn, hoặc là các bạn có thể mang đến bên Kim Music lắp miễn phí nha anh em nhé. Cái EQ Fitman 201 này thì được bán với cái giá là 1.2 triệu, và anh em xem video này mà thấy hay, thấy có ý nghĩa thì hãy ủng hộ cho Kim Music bằng một like hay bằng một subscribe và một chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.